Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới. Đó là dịch vụ một linh kiện mới liên quan điện thoại LG G Pro 2. Đó là pin của điện thoại LG G Pro 2 chính hãng đang có bán tại di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là pin của điện thoại LG G Pro 2 chính hãng. Khi quý hàng có nhu cầu thay mới pin của điện thoại LG G Pro 2, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn để được tư vấn hướng dẫn thay mới pin của LG G Pro 2 chính hãng. Bảo hành 3 tháng sau hỏng lỗi đổi sau khi thay. Các dấu hiệu cơ bản nhận biết pin của điện thoại LG G Pro 2 đã lỗi hỏng cần phải thay mới như pin bị phồng, rộp lên, không như ban đầu. Pin sạc rất là nhanh đầy nhưng dùng thì rất là nhanh hết. Hoặc là nóng máy, rất là nóng máy trong quá trình sạc pin. Pin báo vẫn đầy nhưng chỉ cần vào ứng dụng nặng, gọi một cuộc điện thoại là máy lại sập nguồn. Đó là dấu hiệu cơ bản nhất báo hiệu pin của điện thoại LG G Pro 2 đã lỗi, cần phải thay mới. Di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp tất cả loại pin của điện thoại LG nói chung và pin của điện thoại LG G Pro 2 nói riêng. Mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến pin của điện thoại LG G Pro 2, quý khách vui lòng liên hệ đường dây nóng 04 66 75099 hoặc gọi điện thoại được, hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Đối với pin của điện thoại LG G Pro 2, di động cao cấp.vn nhận ship pin về tất cả các tỉnh thành, 64 tỉnh thành trên toàn quốc qua hình thức ship COD, tức là quý khách hàng không cần phải chuyển tiền mà chỉ cần đặt hàng trên website. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ liên hệ với các bạn và chuyển pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý khách hàng nhận được pin sau đó mới thanh toán cho người cho bưu tá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video giới thiệu pin của điện thoại LG G Pro 2 tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện điện thoại LG G Pro 2 hàng đầu hiện nay.